Quang Hải đón tin vui từ câu lạc bộ Pau FC. Thông tin mới nhất trên fanpage của câu lạc bộ cho thấy Quang Hải đã trở lại tập luyện cùng với đội 1 của Pau FC. Vừa qua, Quang Hải đã bị Pau FC đưa xuống đội hình B để thi đấu ở giải hạng 5 nước Pháp. Trong chuyến làm khách trước Newville ở vòng 14 giải hạng 5, Quang Hải không thể ghi bàn dù có tới 82 phút xuất hiện trên sân. Pau FC cũng để đối thủ cầm hòa với tỷ số 0-0 dù thi đấu tốt hơn đối thủ. Cùng với Quang Hải, Tuan Melian và Lacres Vinhas cũng là hai cái tên được huấn luyện viên Didier Tholot chuyển xuống thi đấu cùng với đội hình B, khi không có nhiều cơ hội ra sân ở đội hình chính trong thời gian qua. Hiện tại, Quang Hải và hai cầu thủ nói trên đã trở lại đội 1 của Pau FC và tích cực chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo gặp Grenoble ở vòng 23, Ligue 2. Trước AFF Cup 2022, Quang Hải trải qua chuỗi trận khó khăn ở câu lạc bộ Pau khi chỉ được thi đấu 34 phút trong 10 trận gần nhất. Thậm chí, La République du Diris, tờ báo địa phương vùng Pau, còn đánh giá anh là một trong những cầu thủ tệ nhất đội bóng sau nửa đầu mùa giải. Hậu AFF Cup 2022, tình hình của Quang Hải thậm chí còn tệ hơn khi tiền vệ này mới chỉ thi đấu đúng 2 phút và chưa một lần kiến tạo hay ghi bàn trong suốt nhiều tháng qua. Ông Piapong Pion, huyền thoại bóng đá Thái Lan, nói về Quang Hải với giới truyền thông Việt Nam, nếu thất bại ở Pháp, không sao cả. Cậu ấy vẫn phải cố gắng và không được từ bỏ. Trở về một môi trường như Calix 1 được không ư, vẫn ổn thôi. Bóng đá là vậy đó, bạn luôn phải hướng về phía trước. Bạn luôn phải chiến đấu để tìm ra giải pháp cho bản thân mình. Có thể bạn chưa thành công, bạn lại tìm một môi trường khác và thử lại thôi. Đừng lo lắng quá nhiều.